chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Mình là Nhất Gia. Video lần trước thì mình đã đi quay nơi mình đang sinh sống, đó là Làng Kê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Thì trong video hôm nay của mình sẽ đi quay tiếp ở một làng cũng gần Làng Kê của mình, đó là làng bên cạnh, đó là Làng Nhác nha mọi người. Làng Nhác, xã Gia Đang, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai. Đó mọi người, Làng Nhác nha mọi người nhé. Play Nhác, Play Nhác, xã Gia Đang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đó, mong mọi người xem hết video này của mình nhé. Và cũng như đừng quên bấm like trước khi xem video này của mình. Rồi, bây giờ chúng ta cũng đi thôi. Let's go. Thank you.